Thưa quý vị, 3 ngày Tết, các loại giò chả, củ kiệu, dưa hành ăn kèm với các món ăn chính trong mâm cơm gia đình là những món không thể thiếu. Tuy nhiên, việc làm các sản phẩm này mất khá nhiều thời gian và sự kỳ công nên không phải ai cũng làm được. Vâng, cũng vì vậy mà không ít gia đình thường mua giò chả, củ kiệu, dưa hành thay vì trực tiếp làm. Thị trường ngày mới sáng nay sẽ cung cấp cho quý vị giá cả một số loại sản phẩm muối chua và thực phẩm công nghệ từ hệ thống các siêu thị để giúp tham khảo tìm hiểu loại phù hợp với bản thân và gia đình. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm củ kiệu, dưa hành, kim chi, muối chua và các loại giò chả, xúc xích được các cơ sở sản xuất tung ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đơn vị kinh doanh cho biết so với năm ngoái, các sản phẩm này không thay đổi về chất lượng giá cả, nhưng mẫu mã bao bì được đầu tư bắt mắt hơn. Cụ thể, dưa món có giá 105-126.000 đồng hộp 900 gram, kiệu chua ngọt 135-162.000 đồng hộp 830 gram, củ hành chua ngọt 109.500 đồng đến 119.000 đồng hộp 800 gram, kim chi 86.000 đồng hộp 800 gram, tôm chua 281-305.000 đồng hộp 850 gram, tai heo chua ngọt 155-182.000 đồng hộp 800 gram, nem chua 24-32.000 đồng hộp 200 gram, chả lụa que 18.400 đồng túi 40 gram, giò lụa 69-99.000 đồng túi 500 gram, chả lụa bì 58-120.000 đồng túi 500 gram, chả lụa bò 78-120.000 đồng túi 500 gram, xúc xích 32-36.000 đồng gói 250 gram, các loại cá viên 30-42.000 đồng túi 200 gram, thịt xông khói 50.000 đồng gói 250 gram, giò heo rút xương 228.000 đồng một ký, gà ủ muối 139.000 đồng 500 gram.